Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua tại trụ sở chi nhánh nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tại Đà Nẵng, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào tổ chức hội đàm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022. Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm quan hệ ngoại giao hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam Lào, Lào Việt Nam, trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác xuất bản như tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản, công tác lựa chọn đề tài, tổ chức bản thảo, công tác quản lý in và phát hành, công tác đào tạo cán bộ trong khuôn khổ hội đàm hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nội dung chương trình cụ thể nhằm góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh tăng cường giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước con người về kinh nghiệm công cuộc cải cách mở cửa của lào và công cuộc đổi mới của việt nam cũng như mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào lào việt nam đã dày công vùng đắp